Úi dồi, con này nó to này. Rồi. Mẹ to dã man. Con này đâu rồi? Ui mọi người nhìn cái thân của nó. Úi dồi ôi, cái vảy này. Con này phải chục năm rồi chưa. Úi dồi, nó to. Con này phải chục năm rồi. Ôi, hổ mang gì thế này em ơi. Cứ mọi người đây. Đấy. Đấy mọi người đây. Hổ mang gì thế này. Hổ mang gì mà to này. Hổ mang bánh chứ hổ mang gì. Ây à. Ây ấy ấy ấy. Cái tay nhá, phải tận cái tay. Ôi nè. Kiếp chưa. Mọi người thấy một con hổ mang như này bao giờ chưa. Cái gì? Chưa bao giờ tao gặp con rắn hổ mang to như này luôn. Đâu? Hù. Ôi ơi. Chưa bao giờ nhìn thấy con rắn hổ mang to như này. Này. Ui, nó muốn lươn vào chắc hay nhau này. Đâu cái lỗ lỗ bé ấy. Bé ấy. Ui lươn này, lươn này mọi người. Mới mưa xong nó vào rồi. Thấy chưa? Chưa bao giờ gặp con nào to như con này. Ui giời. Bạn cứ đưa đi. Đau đau thứ không? Ui giời ơi. Con đen đứng luôn luôn không? Quá to luôn. Mày nhổ mẹ cây lên. Điên người đánh của à. Kéo người ta đồng. Ui ui. Mẹ mà con này chưa bao giờ nhìn thấy cái vảy nào to bằng vảy con này. Ngang ngang cái vảy ngoáy của địch. Ui. Nó chui mẹ vào trong. Ui cái đuôi này mọi người này. Ui đuôi bé tí. Con to thật. Ui trời mối. Mẹ nó đang bỏ mưa mưa đi. Vào thăm lốt mấy cái bẫy về. Mẹ đang đi ở nhà. Đang chuẩn bị đi đội kia đi. Đi qua nhìn đi mẹ mình. Anh gọi mấy cầm mấy quay mấy lại. Đi qua tao vào tao bới bới nhỉ. Thế thấy à? Thế mới thấy. Ui cái gì kia. Đấy. Cái kia. Ui kia kia. Đấy. Từ từ để tao dẻ này bụng bụng ra. Đấy. Ôi ôi. Ôi đi mẹ hai con. Đâu. Hai màu. Một đôi. Hai màu khác nhau. Hai con rồi. Một đôi à. Một đôi. Hai màu khác nhau. Chắc đang dèo nhau à. Hai màu khác nhau, một đen một xám xám. Đây đâu, ôi. Cầm ấy xem. Cao phối không? Mẹ có phải không? Xem hay là bên trong có một ổ trứng. Mình cầm trứng vậy cũng được. Luộc. Mình đen ăn trứng rắn rồi chưa? Mẹ tổ dã man. Lâu lắm đi. Ui. Đấy. Ui. Đấy. Ui. Ui giờ. Đấy. Ui. Mẹ tổ dã man. Ui ui. Đấy mọi người này. Hai màu khác nhau. Hai con rồi. Hai con. Đây cô qua cái đầu này. Cái đầu này. Rồi, đây cái đầu này rồi á. Từ từ bạch, từ từ. Ấy. Đây. Rồi, ấy. Đi ra. Rồi. Hai con hai màu khác nhau. Đây cái đầu này. Hay là một con đột biến. Đây, cái đầu đây à. Ui. Mọi người nhìn nhá. Cái mắt của nó kìa. Sáng quắc. Đẹp xì luôn. Còn một con đen, một con lại màu trắng trắng. Hơi xăm xám nhờ. Thằng đen cẩn thận đấy. Bỏ đây, bỏ đây. Úi. Này, cho mọi người xem. Ôi, nó giật cả mình. Nó đớp, nó đớp, nó đớp. Xin chào tất cả mọi người nhé. Đây là hai cái sản phẩm chính. Đấy, mang thương hiệu sản phẩm thực vùng cao của mấy thầy trò mình mọi người nhé. Thì trên tay mình đây nó là một miếng cao rắn hổ mang. Đấy. Ở bên này nó cũng là một miếng cao chăn. Đấy. Thì toàn bộ chăn và rắn hổ mang đều là hàng tự nhiên anh em mình bẫy bắt được. Thì anh em mình về đã nấu thành cao và đóng hút chân không một cái túi nhài mọi người nhé. Mỗi một miếng nhài sẽ là một nạng cao rắn hoặc là cao chăn. Thì cái tác dụng của cao chăn và cao rắn hổ mang này nó đặc trị về vấn đề xương khớp, đau mỏi xương khớp, vai gáy và các khớp tay khớp chân như đau dây thần kinh tọa nha mọi người nhé. Thì sử dụng cái cao chăn và cao rắn hổ mang này chỉ trong vòng từ 3-5 ngày thôi là mọi người đã thấy cái kết quả của nó rất là tốt rồi. Đấy. Thì mọi người có nhu cầu về cao chăn, cao rắn để đặc trị những bệnh về xương khớp thì cứ liên hệ qua số điện thoại của mấy thầy trò mình sẽ để trên màn hình của cái video ngày hôm nay. Thế còn đây là một cái sản phẩm rất là tốt, cực kỳ tốt của mấy anh em mình. Tức là đây là toàn bộ đây là lấm linh chi mọi người nhé, tức là lấm lim ấy. Cái lấm lim này thì toàn bộ là lấm lim bao tử. Chứ lim này, là lấm này là chưa có mũ xòe mọi người nhé. Tức là mình gọi là lôm na là lấm là mầm ấy. Thì cái hiệu quả của nó rất là tốt. Đấy.
nó đặc trị về các bệnh, về rất là nhiều bệnh, sàng lọc những chất độc trong cơ thể con người mình, và nó có một công dụng là ngăn ngừa tế bào ung thư được hiệu quả rất là cao. Đấy, các bệnh về tiểu đường, tim mạch, rồi gan, thận đều sử dụng nấm linh chi này rất là tốt. Thì mọi người có nhu cầu về nấm linh chi, cao rắn hổ mang cũng như cao chăn thì liên hệ qua số điện thoại của mấy thầy trò mình nhé. Ui mọi người nhìn này, ui mọi người nhìn nó khoanh chưa? Từ từ để tao bôi xỉa bên trên này. Ui thấy chưa? Từ từ nhá. Ui thằng mày nó bình tĩnh đấy. Ai ai mẹ nhổ nằm phun đầy lòng luôn. Này dính dính. À, mọi người nhìn này. Mắt. Này áo này. Đỏ mắt cái áo. À. Ui giời là cái da của nó mọi người nhìn này. Ê, mọi người thấy nó chưa? Nào. Ê. Mọi người nhìn tiên lọc chưa? À. Kinh chưa? Tiên lọc phun đầy. Cắm cắm. Ui quá. Đôi này nó to dã man. Đôi đôi. Mẹ tao chưa nhìn thấy con nào to như đợt này to này luôn. Đôi này được 4 cân không? Hơn 5 cân còn 4 cân chị em. 5 con 5 cân cơ. 5 cân một con. Ui đây này này, đấu này, đấu này, cẩn thận. Đợi nó mổ nhé. Tôi ra, đấy. Đấy. Mọi người nhìn chưa? Nhìn thấy cái đầu nó liếm chưa? Ừ. Thằng đen tránh ra sao? Mẹ thằng nào gọi giờ này đang được hả? Nghiêm cao. Bới hẳn ra. Bới ra chứ. Cho mọi người xem. Ui. Kinh khủng luôn. Ôi, thấy chưa? Con đéo gì? Kiến nó kiến à? Khổ lắm. Ui. Ôi nhẹ này. Cái vảy của nó, ôi cái vảy như vảy rồng luôn. Mẹ một con đang lột mày ạ. Này này đấu kìa, đấu kìa. Một con đang lột. Đâu? Đấy. Mày nhìn cái vảy nó một con đang lột này. Nhẹ nhàng kìa. Mày cái tay đấy. Ôi. Thấy chưa? Ui lọc này. Phun ướt luôn. Ui con đang lột. Có một con đang lột. Con này mất đục rồi. Con này đang chuẩn bị ra ngoài rồi nhờ. Ôi thằng đen đưa móc vào bụng. Ui ôi con này nó to này. Ngay. Mẹ to dã man. Con này đâu rồi? Ui mọi người nhìn cái thân của nó. Ui ôi cái vảy này. Con này phải chục năm rồi chưa. Ui giời ui nó to. Con này phải chục năm rồi. Ui ôi. Hổ mang gì này em ơi. Kinh mọi người đây. À. Đấy. À mọi người đây. Hổ mang gì này. Hổ mang gì mà to này. Hổ mang bánh chứ hổ mang gì. À. Ôi à. Nó cắn hết. Lấy túi này bố. Trong làn đi đen ơi. Tu. Đây nó lột đây này, đang lột đây này. Đang lột. Con này chuẩn bị ra ngoài rồi. Ui mọi người nhìn chưa. Dạ. Ra nó bóc vào này. Ra bóc to chưa? Ui mọi người. Mẹ con hổ mang cỡ này mọi người nhìn đi. Khiếp chưa? Sợ. Ấy. Cái tay nhá, cái tay. Ui này. Khiếp chưa? Mọi người thấy một con hổ mang như này bao giờ chưa? Mất mặt. Ui. À, thằng đen đen bành đưa túi vào bố để bành nha. Úi, là lúc nào nó cũng như này luôn. Úi à. Lo mắt đấy. Úi. Mạnh. Úi. Em. Ngoan. Úi giời. Trời ơi. Bẻ 5 cân. 5 cân. 5 cân có hết không? 5 cân. Đây này. Con này mới là con to này. Đâu, nhớ cơ mà. Mẹ mày nhìn con này mới khiếp này. Đấy mọi người nhìn thấy chưa? Đấy, cẩn thận. Cẩn thận nha mày nha. Cái móc rồi. Đây, à, cắm đấy. Mẹ con này là con ác chiến. Ui rồi là. Ui nó ra kìa. Là. Khiếp chưa? Ui cái màu nó đẹp nhá. Ui giời. Ui cái mình rồi. Ê đây. Ui giời. Hồ tâm sắc à? Là, nhìn mọi người nhìn này. À, con này ấy rồi. Kinh chưa? À nó ra này. Ui giời. Đấy. Ui giời. Con này nó to. Con này nó to dã man. Cắn luôn. Đớp ấy. Đớp luôn. Ê. Thôi đừng lấy nó cắn này. Mọi người ơi, có con hổ mang này. Phun nào. Đời ơi.
đời ơi là đời một con hổ mang so với cái mặt mình mọi người này, kinh chưa? Này nhấc hẳn lên đi mà. Này ui giời ui, cầm không hết tay các bạn. Này các bạn nhìn này, cầm không hết tay luôn, khiếp chưa? Ui giời đẩy ui giời ui luôn, khủng khiếp kinh thật. Nó cứ đuổi đi vào à, không hết tay à, kiếp chưa, sợ dã man à, các bạn nhìn này, này cầm có hết tay đâu à, ôi mẫm tôi bắt là mồm ấy đấy à, các bạn thấy chưa, quá kinh khủng. Ơi nó há mồm ấy là nó cắn ấy, ui ui bảnh ui ui đen này. Cái gì đây? Cái gì đây? Cứt nó như cái gì? Ui rồi. Kì. Đi cứt đi. Ui, anh bỏ cổ tay cho mà. Mày, anh cổ tay cổ tính tay gì? À. Cổ tay tính gì? Cổ tay không bằng. Đây nha, mày cứ cầm nhìn là anh cầm như này này. Này. Ấy. Mọi người thì nhìn thấy này. Đến đây sao đây? Nào cho túi đen. Con này hiếm khi gặp. Hôm nay gặp đôi hổ mang này là bố con mình này. Đẩy rồi. Kiếm ăn rồi. Tiền lại về mới nghỉ hiền rồi. À, này. Ôi, không phun. Ngon. Luôn tìm chỗ vào. Ôi rồi ơi. Chất lượng rồi. Hàng ngon. Chục cân. Có được không? Nhất chắc. Chục cân là cái chắc. Hai mọi người này. Ui rồi. À, nhìn này. Kinh chưa? À. Một túi. Một túi to xem con nào. Kiểm tra xem con này con gì không. Ôi này chú ơi, nghe đây xem con này cái gì. Ô chua ra. Rác rưởi trong đống lên. Đáo. Quấn trên cái ăn quấn nó khè ra. Lỗ. Đào tung á. Tì thôi. Đôi này kinh to kinh khủng luôn. Có tiền nó à? Trong cái quần lỗ không? Thế lỗ rồi, tì thế rồi. Chắc cái này kinh khủng đôi. Một đôi thôi, hai con này to gì? Đã to dã man. Về mà ba con thì nhờ. Chết lỡ. Ba con này thì kiếm được mấy con này đúng không? Hai con này cũng được tiền rồi. Chục cân mọi người nhìn này, nhìn cái khúc của nó này, sướng chưa? À. Ôi ơi. Một khúc này tay mình cầm không hết mọi người. Làm sao được cái con này? Thơm ấy. Ừ. Mùi tanh nhưng vẫn bổ thơm mà nha. Mùi tiền. Mùi tiền. Đâu mùi Colima. Mọi người nhá. Thì thầy trò mình sẽ kết thúc video ở đây. Còn mấy cái bẫy kia thì anh em mình sẽ đi thăm nốt để xem có gì không thì là sẽ quay tiếp cho mọi người cùng xem. Còn video này bố con mình xin kết thúc ở đây. Mọi người xem video thì nhớ like đăng ký kênh ủng hộ mình cũng như ủng hộ cho toàn thể anh em